bạn có thể vứt ngay cái gimbal đi, bởi vì máy ảnh Sony bây giờ có thể chống rung cực kỳ êm, kể cả khi cầm tay. Đây là trước khi chống rung. Và đây là sau khi chống rung. Làm sao mà quay tay là có thể êm như vậy được? Đó là vì các máy ảnh Sony gần đây đều có cảm biến chuyển động gyroscope. Nó sẽ đo xem là máy ảnh rung theo hướng nào và ghi lại data đó vào file quay để chống rung về sau. Chúng ta chỉ cần đưa file quay đó vào trong phần mềm Catalyst Browse của Sony và chọn Stabilize ở đây. Thế là xong, file ra cực kỳ êm luôn. Cách thứ hai là dùng phần mềm Gyroflow và có cả plugin cho DaVinci để có thể là chống rung trực tiếp mà không cần phải xuất qua Catalyst Browse. Kết quả cũng êm như nhau, nhưng Gyroflow có thể tinh chỉnh nhiều thông số hơn để điều chỉnh độ chống rung. So với chống rung trong phần mềm như Warp Stabilizer thì kết quả tốt hơn hẳn, nhưng đây có phải là cái kết của gimbal không? Thực ra thì chưa đâu. Để chống rung bằng Gyroscope thì bạn cần phải chỉnh máy theo một số thông số như sau. Thứ nhất là bạn phải tắt hết chức năng chống rung IBIS trong máy đi, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cảm biến chuyển động. Thứ hai là chỉnh tốc nhanh từ 1/200 trở lên để giảm motion blur, nếu không hình ảnh sẽ bị nhòe sau khi chống rung. Thứ ba là cần một lens góc rộng từ 16-20mm, bởi vì khi chống rung hình ảnh sẽ bị crop vào từ 10-30%, cho nên chức năng này chỉ phù hợp cho một số hoàn cảnh nhất định mà thôi. Ví dụ như đi du lịch mà không muốn cầm gimbal cho đỡ nặng chẳng hạn. Các bạn dùng các dòng máy như ZTE 10 không có chống rung IBIS nhưng có cảm biến gyroscope cũng sẽ tận dụng được chức năng này để chống rung.